WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau gần một năm công bố. Triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn lên tới hàng trăm kg tại thành phố Hồ Chí Minh. Những công việc như quét dọn đường phố, xây dựng và nghề nông ở Tây Ban Nha sẽ bị cấm làm việc ngoài trời khi nhiệt độ lên trên 39 độ C. Nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có. Ngay lúc này tại biên giới Mexico, hàng trăm nghìn người đang tìm cách đặt chân đến nước Mỹ trước thời điểm điều khoản 42 hết hiệu lực. Còn hiện nguồn nước ngầm trên đảo Lý Sơn thì cũng đang ngày càng cạn kiệt. Vào mùa nắng nóng thì nước ngọt trên đảo chỉ đủ để phục vụ khoảng một nửa nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Và nguyên nhân thì được cho là do người dân ồ ạt đào và khoan giếng. Hiện trên đảo có tới hơn 2.000 giếng khoan và giếng đào. Lượng giếng đào hiện nay gấp 4 lần so với gần 10 năm trước. Ngoài việc tận dụng miệng núi lửa thới lới làm hồ chứa dự trữ nước, thì địa phương này cũng dự kiến là sẽ thu gom lượng nước mặt khoảng 3 triệu mét khối chảy tràn ra biển vào các bể để cung cấp lại cho người dân. Và phương án này thì hiện được đánh giá là tối ưu nhất, dễ thực hiện và ít tốn kém. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ gần một năm sau khi bệnh dịch này gây lo ngại ở nhiều nước. Trong gần một năm vừa qua, đã có khoảng 87.000 trường hợp được xác nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 140 ca tử vong. Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã giảm mạnh. Mặc dù hạ cấp cảnh báo toàn cầu, tuy nhiên WHO cho biết cũng giống như COVID-19, đậu mùa khỉ sẽ không biến mất và các quốc gia vẫn cần phải cảnh giác với căn bệnh này. Làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh quy trình tiêm chủng, đây là yêu cầu của Bộ Y tế sau vụ việc 4 trẻ em ở Thanh Hóa bị tiêm vaccine hết hạn. Bộ yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng, đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới. Ngoài ra, thì các đơn vị cần rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng. Trước đó vào hôm thứ Ba vừa rồi, thì trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống đã tiêm vaccine dịch vụ cho 15 trẻ và trong đó thì có 6 liều vaccine 6-1 Hexasim của Pháp. Sau khi tiêm thì các gia đình đã phát hiện là 4 vỏ hộp vaccine đã hết hạn từ tháng 3. Thưa quý vị, tình trạng xả thải chưa qua xử lý không đúng quy định ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước vẫn đang là một vấn đề nóng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa qua thì một nhà máy xử lý rác thải lớn tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đã bị bắt quả tang khi đang xả thải không đúng quy định ra môi trường. Nhà máy này thì không chỉ xử lý rác thải cho Bà Rịa Vũng Tàu mà còn xử lý chất thải nguy hại cho nhiều tỉnh thành phía Nam. Đây là khu vực lực lượng chức năng phát hiện nhà máy này đã xả thải không đúng quy định ra môi trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu phân tích nước để xử lý theo quy định. Qua quá trình theo dõi, các trinh sát đội cảnh sát kinh tế môi trường, công an thị xã Phú Mỹ đã phát hiện tại khu vực đập ba cửa của suối Giao Kèo thuộc xã Châu Pha có hiện tượng sủi bọt trắng bất thường nên đã tiến hành kiểm tra hệ thống xả thải của các nhà máy trong xung quanh khu vực này. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng Phú Mỹ phát hiện tại khu vực cống thoát nước mưa số 3 của nhà máy xử lý chất thải Tóc Tiên có hiện tượng nước chảy có màu vàng đục nên đã tiến hành truy tìm nguồn xả thải. Tiếp tục kiểm tra các hồ chứa nước thải trong nhà máy này, lực lượng chức năng phát hiện nước thải có màu đen. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã lấy mẫu nước xả thải để về phân tích mẫu nước làm cơ sở xử lý. Theo lãnh đạo công an thị xã Phú Mỹ, hiện công ty này đã thừa nhận hành vi xả thải không đúng quy định ra môi trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau nhiều tháng lần theo dấu vết đeo bám các đối tượng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn. Các bị can đã đưa chót lọt hàng trăm kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Công an vừa bắt giữ và khởi tố 9 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 95 kg ma túy, chặt đứt một nguồn cung ma túy lớn từ nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định điều hành đường dây ma túy này là một Việt kiều do không có khả năng trả nợ nên đã làm đầu mối giao ma túy cho khách tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng nhận từ 5 cho đến 30 kg ma túy đá, ketamin, thuốc lắc v.v. từ đường dây của ông chủ bên Campuchia vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, tiền công là từ 100 cho đến 200 đô la Mỹ mỗi chuyến. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng hai phương án tra cứu và cấp giấy xác nhận phương tiện được giãn chu kỳ kiểm định, dự kiến là triển khai ngay trong tháng 5 này. Chủ xe có thể nhận giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm theo hai cách.
tra cứu và nhập thông tin trên ứng dụng trung tâm đăng kiểm, chứng nhận sẽ có mã QR code. Cảnh sát giao thông khi mà kiểm tra sẽ quét mã này để xác thực thông tin hoặc là tra cứu và in chứng nhận từ cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thành phố Hội An vừa thông báo chốt phương án kiểm soát khách vào phố cổ và phương án bán vé tham quan. Theo đó, thì từ ngày 15 tháng 5 tới, Hội An sẽ tập trung kiểm soát khách theo đoàn, bắt buộc phải mua vé. Khách đi theo nhóm nhỏ gia đình sẽ mời mua, không ép. Còn khách đi vào với mục đích khác như là ăn uống, uống cà phê, ăn tối, chụp hình cưới thì không phải mua vé. Cùng không có chuyện là dùng người Hội An để nhận diện người Hội An hay là phân luồng du khách. Giá vé cụ thể là 80.000 đồng một khách Việt Nam và 120.000 đồng đối với khách nước ngoài. Lãnh đạo của thành phố Hội An cũng cho biết vé tham quan di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An hiện nay là rẻ nhất trong 8 khu di sản thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận. Nguồn thu này dành cho việc trùng tu di tích, đảm bảo vệ sinh môi trường và phục vụ du khách. Một thông tin vui từ Tổng cục Du lịch đó là lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam nằm trong top đầu thế giới. Cụ thể là trên thanh công cụ theo dõi xu hướng trực tuyến du lịch của Google thì Việt Nam xếp thứ 11 trên thế giới. Các thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam bao gồm có Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh và Hàn Quốc. Và thống kê cho thấy là 4 tháng đầu năm nay, nước ta đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch của năm. Cả chục nghìn người di cư đổ về biên giới giữa Mỹ và Mexico. Chạy đua với thời gian, cố gắng vượt qua biên giới trước khi Mỹ ngừng áp dụng chính sách hạn chế nhập cư qua biên giới trên bộ, còn gọi là điều khoản 42. Rất nhiều thứ, chấn thương tâm lý, chấn thương thể xác mà chúng tôi đã trải qua trên chặng đường dài tới đây. Trước nguy cơ khủng hoảng di cư, Mỹ điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới biên giới. Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ còn hỗn loạn trong một thời gian. Mỹ đối mặt khủng hoảng di cư. Thưa quý vị, vấn đề nhập cư tại Mỹ đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi mà Mỹ dỡ bỏ điều khoản 42 vào ngày 11 tháng 5, ngày hôm nay, theo giờ Mỹ. Điều khoản này thì cho phép trục xuất ngay lập tức những người di cư bất hợp pháp vào Mỹ qua biên giới trên bộ để ngăn chặn dịch COVID-19. Nhưng lại không kèm theo những hệ quả pháp lý. Và lo sợ sự thay đổi luật nhập cư sẽ khiến cho việc vào Mỹ khó khăn hơn thì một số người di cư đã đổ về biên giới của Mỹ và Mexico đã tăng hơn đột biến trong những ngày vừa qua. Họ mang theo những hy vọng để kịp đặt chân đến nước Mỹ trước khi điều khoản cũ hết hiệu lực. Và nước Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư chính là câu chuyện quốc tế ngày hôm nay sẽ được biên tập viên Kim Huệ gửi tới quý vị ngay bây giờ. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Mạnh Cường. Xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, dự kiến điều khoản 42 sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương, tức là khoảng trưa nay theo giờ Việt Nam. Sự kiện này thì đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Mỹ. Điều khoản 42 là sắc lệnh y tế công cộng được áp dụng từ tháng 3 2020, cho phép Mỹ viện lý do dịch bệnh trục xuất nhanh về biên giới Mexico những người di cư bất hợp pháp. Dù vậy thì điều khoản 42 lại không kèm theo các biện pháp trừng phạt pháp lý, vì thế có thể đã khiến cho nhiều người di cư liên tục trở lại Mỹ để thử vận may, dù có bị từ chối trước đó. Nhưng với việc áp dụng trở lại điều khoản 8, những nỗ lực vượt biên trái phép sẽ bị truy tố hình sự. Và vì thế mà những ngày này, ở biên giới giữa Mỹ và Mexico, hàng trăm nghìn người di cư đang chạy đua với thời gian, tìm cách đặt chân đến nước Mỹ trước thời điểm điều khoản 42 hết hiệu lực. Vượt qua con sông này, bên kia là đất Mỹ. Đó là động lực để những người di cư chạy đua với thời gian để đến được biên giới giữa Mexico và Mỹ trước khi điều khoản 42 hết hiệu lực. Trẻ con được ưu tiên đi trước. Nhiều người di cư cũng đổ dồn đến gần các khu vực biên giới tại Mexico, cắm trại bên ngoài hàng rào, mong có thể sang đến đất Mỹ trước nửa đêm ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương. Chúng tôi đã cố gắng đến trước ngày 11 tháng 5, chạy đua với thời gian. Sự thật là nó không hề dễ dàng. Kế hoạch là vượt qua biên giới ngày hôm nay, trước khi điều khoản 42 hết hạn, sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, một số người di cư lại chờ thời điểm sau khi tiêu đề 42 hết hiệu lực. Luật nhập cư thông thường sẽ được áp dụng trở lại, cho phép người nộp đơn ở lại Mỹ trong lúc chờ đợi hồ sơ được xét duyệt. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người di cư, ứng dụng mạng của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ thường xuyên bị treo, khiến việc đặt lịch hẹn rất khó khăn. Tình hình này càng khiến họ sốt ruột hơn.
Nếu ứng dụng đặt lịch hẹn vẫn bị lỗi đăng nhập, tôi đang tính sẽ phải vượt biên trái phép. Rất nhiều người sợ hãi, rất nhiều tủi nhục, rất nhiều thứ, chấn thương tâm lý, chấn thương thể xác mà chúng tôi đã trải qua trên chặng đường dài tới đây. Sức ép từ dòng người di cư đang là vô cùng lớn. Giới chức Mỹ cảnh báo trong 90 ngày tới, có thể sẽ có từ 900.000 cho đến 1,1 triệu người di cư đổ về khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico, với hy vọng mong manh là chạm tay đến giấc mơ Mỹ. 3 năm qua, thì nước Mỹ đã áp dụng quy định phòng dịch COVID-19 đối với người xin tị nạn, được gọi là điều khoản 42 thuộc luật y tế công cộng có từ năm 1944. Đó là trục xuất nhanh chóng người di cư tại biên giới, không cho phép xin tị nạn nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa điều khoản 42 chuẩn bị được dỡ bỏ và quy định mới, hay còn gọi là điều khoản 8 chuẩn bị được áp dụng, là chế tài xử phạt với người di cư trái phép. Với điều khoản 42 thì việc vượt biên trái phép, nếu mà vượt biên trái phép lại thì không bị trừng phạt gì, nên cứ người di cư có thể tìm cách vào Mỹ nhiều lần dù có bị từ chối tị nạn. Có những người vượt biên và bị bắt tới 30 lần trong vòng 1 năm thôi. Trong khi đó thì điều khoản 8, một khi bị từ chối hồ sơ xin nhập cư thì sẽ không cho phép người vượt biên vào lại Mỹ trong vòng 5 năm. Nếu vi phạm thì họ có thể bị truy tố hình sự. Và trường hợp ngoại lệ để được xem xét nhập cư vào Mỹ chỉ là những ai chứng minh được có mối đe dọa bị ngược đãi nếu trở lại quê nhà. Nhưng mà trong quá trình này thì thường cũng kéo dài nhiều năm. Quy định mới thì cũng bác bỏ việc cấp quy chế tị nạn tại Mỹ nếu những người di cư từng qua nước khác mà không nhận được sự bảo hộ ở nước này. Tuy nhiên khả năng yêu cầu này thì sẽ bị tòa án bác bỏ nếu mà bị kiện. Có một điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều khoản 8 vẫn luôn chạy song song trong suốt khoảng thời gian 3 năm áp dụng điều khoản 42. Tuy nhiên có lẽ nhiều người di cư đã không biết được thực tế rằng kể cả khi họ có vượt qua được điều khoản 42 về sức khỏe y tế công cộng đi chăng nữa thì chờ đợi họ sau đó vẫn là các quy trình xin nhập cư của điều khoản 8. Và bây giờ thì chúng tôi đang kết nối với phóng viên Công Tùng, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ để có thêm thông tin về sự kiện này. Vâng, xin chào anh Công Tùng ạ. Trong 3 năm áp dụng thì điều khoản 42 hay còn gọi là tiêu đề 42 sẽ có tác động như thế nào đến dòng người di cư vào Mỹ qua biên giới phía Nam với Mexico thưa anh? Vâng, tiêu đề 42 đã giúp Mỹ nhanh chóng trục xuất những người xin tị nạn nhập cư bất hợp pháp. Song quy định này lại khiến lượng người di cư cố gắng nhập cảnh vào Mỹ tăng mạnh. Riêng năm ngoái, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã trục xuất gần 2,4 triệu lượt người theo tiêu đề 42. Đáng lưu ý là khoảng 1/4 trong số này là những người nhập cảnh nhiều lần. Bởi lẽ tiêu đề 42 không áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với những ai mà cố tình vi phạm. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, hơn 80% số vụ trục xuất ở biên giới Mỹ-Mexico áp dụng tiêu đề 42. Tỷ lệ này đã giảm xuống khoảng 51% dưới thời chính quyền Joe Biden. Ngoài ra, tiêu đề 42 cũng bị các băng đảng tội phạm, buôn bán người lợi dụng để trục lợi kiếm hàng triệu đô la từ nỗi thống khổ của người di cư. Tóm lại là tiêu đề 42 đã giúp Mỹ đóng cửa biên giới một cách hiệu quả, song cũng phải đối mặt với hàng loạt những chỉ trích vì bị cho là vi phạm quyền xin tị nạn và khiến nhiều người dễ bị tổn thương, gặp nguy hiểm. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn anh Công Tùng. Trước khả năng tình hình di cư sẽ đột nhiên trở nên phức tạp sau thời điểm thay đổi quy định, thì Mỹ đã khẩn cấp có các biện pháp dự phòng quyết liệt. Hầu như là tất cả các nhánh chính quyền của Mỹ đều vào cuộc. Hạ viện Mỹ hôm qua đã phê chuẩn dự luật chặn người nhập cư vào Mỹ qua biên giới Tây Nam với Mexico. Dự luật hiện đã được chuyển lên Thượng viện. Dự luật này đặt ra điều kiện gắt gao với người xin tị nạn, yêu cầu họ phải xin tị nạn tại Mỹ từ khi đang ở bên ngoài nước này. Dự luật cũng sẽ yêu cầu nối lại việc xây dựng tường dọc biên giới và mở rộng các nỗ lực thực thi pháp luật. Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ đã có tuyên bố mạnh. Tôi muốn nói rất rõ ràng, biên giới của chúng ta không hề mở. Các quan chức Mỹ đã tuyên bố sẽ trục xuất người di cư chỉ trong vòng vài ngày kể từ khi họ bị bác việc xin tị nạn theo quy định mới. Tổng thống Mỹ Biden thì tuyên bố các thay đổi mới là cần thiết dù sẽ có hỗn loạn. Chúng ta nhận được sự hợp tác rất lớn từ Mexico. Chúng ta cũng đang trong quá trình lập văn phòng ở Colombia và các nơi khác. Tình hình sẽ hỗn loạn trong một thời gian. Chính phủ Mỹ và bang Texas cũng đang triển khai thêm các lực lượng đến biên giới Mỹ-Mexico để chuẩn bị đối phó với tình hình có thể phức tạp hơn.
Cuộc thăm dò ý kiến do hãng tin Reuters kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường Ipsos tiến hành cho thấy 54% người trả lời phản đối việc tăng người nhập cư vào Mỹ. Vâng, theo thông báo của chính phủ Mỹ thì luật nhập cư mới áp dụng thì sẽ sau khi mà điều khoản 42 được dỡ bỏ thì sẽ cung cấp những con đường nhập cư hợp pháp vào Mỹ, và quy định mới tạo điều kiện cho những người nhập cư một cách hợp pháp và trừng phạt nghiêm khắc với những người di cư bất hợp pháp. Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giảm sức ép di cư ở biên giới phía Nam vốn đã tồn tại trong nhiều năm qua. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất lần thứ 10 trong hơn một năm vừa qua. Lãi suất tăng cao trong khi lạm phát chưa thực sự hạ nhiệt đã gây ra khó khăn cho nhiều người dân Mỹ, thậm chí là ngay cả trong việc chi trả những chi phí sinh hoạt thường ngày. Câu chuyện của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Đối với người dân bình thường như chúng tôi rất muốn mua một căn nhà cho riêng mình. Nhưng giai đoạn này, tôi thực sự không có khả năng chi trả thêm do chi phí sinh hoạt, phí mua hàng hóa quá cao, phí bảo hiểm, rồi thuê nhà, ô tô đều rất cao. Anh Joshua cũng nằm trong số ngày càng nhiều người dân Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Lạm phát chưa hạ nhiệt, lãi suất vẫn có thể tăng. Còn tiền viện trợ trong giai đoạn Covid-19 đã cạn dần. Với nhiều người dân Mỹ bây giờ, trang trải sinh hoạt phí đã trở thành vấn đề nan giải. Với chị Karen cũng vậy, 8 năm qua làm tài xế cho một hãng taxi công nghệ giúp chị trang trải được toàn bộ sinh hoạt phí. Nhưng bây giờ khi sức khỏe bất ngờ suy giảm, phải nghỉ làm, chị Karen có khả năng phải dọn ra khỏi căn nhà đang ở. Tôi đã xoay sở để kiếm được $800 trước khi bị ốm đến mức không thể đi làm. Bây giờ tôi phải lựa chọn giữa dùng số tiền này để trả tiền thuê nhà hoặc mua thức ăn và một số loại thuốc điều trị. Theo cuộc khảo sát của Bankrate vừa thực hiện giữa tháng 4, 2/3 người dân Mỹ cho biết hiện nay họ tiết kiệm được ít hơn so với một năm trước và thậm chí còn phải rút thêm tiền để trả cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày đắt đỏ hơn. Ước tính hiện tại lạm phát đang cao hơn khoảng 3 lần so với mức trung bình trước đại dịch và gánh nặng tài chính do giá cả tăng đang đè nặng lên vai hàng triệu hộ gia đình tại Mỹ. Điều mà nhiều người dân Mỹ nghĩ đến lúc này là phải thắt chặt chi tiêu do khả năng tài chính cá nhân bây giờ không còn dồi dào như thời điểm nhận được các khoản hỗ trợ trong đại dịch. Vốn đóng góp khoảng 70% vào tăng trưởng kinh tế Mỹ, việc chi tiêu tiêu dùng của người dân sụt giảm có thể là một yếu tố khiến kinh tế nước này rơi vào suy thoái. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Thưa quý vị, Tây Ban Nha sẽ cấm một số công việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ nắng nóng khắc nghiệt. Đây là thông báo được giới chức nước này đưa ra sau cuộc họp nội các bất thường để giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu trên cả nước. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực mỗi khi cơ quan dự báo thời tiết Tây Ban Nha ban hành cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng hoặc cực đoan vì nắng nóng, tức là khi nhiệt độ lên tới trên 39 độ C. Lệnh sẽ có tác động đến các công việc ngoài trời như là quét dọn đường phố, xây dựng và nghề nông. Động thái này là một phần trong chương trình của chính phủ nhằm đối phó với đợt hạn hán kéo dài hiện nay. Trong 4 tháng đầu năm nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận lượng mưa thấp hơn một nửa lượng mưa trung bình của cùng kỳ hàng năm. Tại Maroc, các giống lúa mì mới có khả năng chống chọi tốt hơn với khủng hoảng khí hậu, nâng cao năng suất thì cũng được các nhà khoa học nghiên cứu phát triển để đảm bảo an ninh lương thực. Đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 3 thập kỷ hồi năm 2022 đã khiến ngành nông nghiệp Maroc phải đối mặt với một năm nhiều khó khăn. Gần 70% sản lượng thu hoạch ngũ cốc, trong đó chủ yếu là lúa mì mềm, lương thực chính của đất nước bị sụt giảm. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Maroc, nếu năm 2021 Maroc sản xuất được 10,3 tấn lúa mì, thì năm 2022 sản lượng lúa mì giảm xuống chỉ còn 3,2 tấn. Đây được xem là vụ thu hoạch kém nhất của quốc gia Bắc Phi này trong 60 năm qua. Nhằm giải quyết vấn đề này, Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp ở các vùng khô hạn ICADA phối hợp với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Maroc đã nghiên cứu phát triển các giống cây trồng thiết yếu có khả năng chống chọi với khủng hoảng khí hậu như lúa mì. Các nhà khoa học đã lai tạo hạt giống cũ với các hạt giống mới để trở nên kháng sâu bệnh và chịu hạn tốt hơn. Chúng tôi đã phát triển các giống lúa mì và lúa mạch có khả năng chống chọi tốt hơn các giống cũ. Ví dụ, trong điều kiện hạn hán, các giống mới đã cho thấy năng suất được cải thiện 30% so với các giống cũ. Với cải tiến này, chúng tôi tin rằng có thể đối mặt với các thách thức và giải quyết được vấn đề chủ quyền lương thực. Giống như những nông dân khác,
anh Slimani Abdallah cho biết, việc nghiên cứu thành công các giống lúa mì mới là rất quan trọng trong việc cải thiện sản lượng cây trồng. Chúng tôi phải cảm ơn các nhà khoa học vì họ đã nghiên cứu ra những cây trồng mới giúp nâng cao năng suất vụ mùa. Tất cả những điều này đã khuyến khích chúng tôi, những người nông dân tiếp tục làm việc. Nếu không có họ, chắc chúng tôi đã phải từ bỏ nghề nông. Hiện rất nhiều giống lúa mì mới với các tên gọi như Nachit, Zawahi và Raba đã được các nhà khoa học Maroc cho ra đời. Đây đều là các loại cây trồng có khả năng chống chọi tốt trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hiện những giống mới này đã được gửi đến các nhà sản xuất hạt giống ở Italia và Tây Ban Nha nhằm mở rộng quy mô sản xuất. 700 món đồ trang sức rực rỡ sẽ được bán đấu giá và đó là một phần trong bộ sưu tập của Heidi Houghton, một quý tộc người Áo. Nhà đấu giá Christie cho biết thương vụ mua bán một trong những bộ sưu tập nữ trang vĩ đại nhất lịch sử dự kiến sẽ thu về 150 triệu đô la Mỹ. Việc bán hàng sẽ diễn ra dưới hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến tại một khách sạn sang trọng ở Geneva từ thứ Tư đến thứ Sáu. Trong số trang sức sắp được bán ra, có một chiếc nhẫn hồng ngọc đã từng được đấu giá với mức giá 30 triệu đô la Mỹ vào năm 2015. Toàn bộ số tiền thu về từ cuộc đấu giá sẽ được dùng quyên góp cho Bảo tàng Nghệ thuật Viên, ủng hộ Quỹ Phúc lợi cho trẻ em và nghiên cứu y học. Tiếp tục với những tin tức văn hóa đáng chú ý. Thưa quý vị, việc đi triển lãm tưởng như là một hoạt động chỉ dành riêng cho những người am hiểu và nghiên cứu nghệ thuật. Nhưng mà những ngày nay thì triển lãm nghệ thuật đã dần trở thành một điểm hẹn, một hoạt động thưởng thức nghệ thuật của tất cả mọi người. Với nhiều hình thức thể hiện hơn, triển lãm nghệ thuật đang dần trở thành đời sống của mỗi chúng ta. Nếu như ngày xưa, triển lãm được tổ chức trong không gian kín, số lượng người biết đến có phần giới hạn. Nhưng với sự phát triển của mạng xã hội, các triển lãm ngày nay càng được tổ chức nhiều hơn và được quảng bá rộng rãi đến khán giả. Các triển lãm cũng tận dụng các nền tảng truyền thông số để quảng bá và khán giả cũng chủ động tìm đến các luồng thông tin trên các trang mạng xã hội này. Các bạn sẽ dùng các nền tảng mới như là TikTok hay là dùng mạng xã hội nhiều hơn. Và với những cái kênh như thế thì cái việc truyền thông trở nên rất là quan trọng bởi vì nó là kết nối giữa khán giả và người nghệ sĩ và người sáng tạo. Thường thì em tìm kiếm những cái triển lãm này ở trên TikTok, Instagram hay là ở trên Facebook ấy. Bởi vì là thường thì những cái trên trang mạng xã hội thì người ta sẽ review được rõ là những cái triển lãm này nói về những cái gì và cái nội dung ở trong những triển lãm, cho nên thường là em sẽ lên để em tìm kiếm. Với sự hỗ trợ của các trang thông tin tổng hợp các sự kiện triển lãm như Hà Nội Grapevine, các khán giả sau khi trực tiếp trải nghiệm triển lãm cũng là những người giúp quảng bá các không gian nghệ thuật một cách hiệu quả bằng những đoạn clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội hay những bài viết cảm nhận được đăng tải trên các nhóm triển lãm mỹ thuật. Có một cái sự khác biệt rất là lớn, đầu tiên là có thể kể đến cái lượt khách tới nó đông hơn hẳn so với các cái triển lãm trước. Và thứ hai là cái đối tượng tiếp khách cũng trở nên đa dạng hơn, và đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn tuổi Gen Z đến rất là nhiều, và chúng tôi có thể thấy được là có một cái sự rất là văn minh trong việc đi coi triển lãm. Bên cạnh việc thay đổi cách tiếp cận để nhiều người biết đến hơn, các triển lãm giờ đây cũng phong phú hơn trong cách thức thể hiện. Không còn đơn thuần là triển lãm trong phòng tranh, những người nghệ sĩ giờ đây cũng phá cách hơn trong những triển lãm cá nhân mang nhiều nét độc đáo. Hay như triển lãm ảnh Dương Liễu được tổ chức bởi chính nhóm cộng đồng những người dân trong làng, ngay tại không gian dưới bóng cây quen thuộc để lan tỏa những vẻ đẹp của chính quê hương mình.